tai nghe USB Type C khử tiếng ồn. Theo thông tin từ Roland Quan, Samsung đang nghiên cứu tai nghe USB Type C với công nghệ khử tiếng ồn mới cho flagship tiếp theo của mình. Tuy nhiên, Roland Quan không cho biết hãng này sẽ sử dụng công nghệ AKG hay không và liệu nó có nằm trong bộ sản phẩm Galaxy Note 10 hay được bán riêng. Nếu tai nghe này đi kèm Galaxy Note 10 khi flagship này ra mắt, Samsung chắc chắn sẽ tạo ra sức hút không nhỏ với Samfan và người dùng smartphone tai nghe không dây Galaxy Buds được trang bị công nghệ lọc tiếng ồn lẫn hiệu chỉnh âm thanh bởi AKG, có mức giá khá cao hơn 100 đô la Mỹ sẽ khó được chấp nhận với số đông người dùng phổ thông. Trường hợp Samsung cung cấp thêm tai nghe sử dụng công nghệ AKG với flagship hàng đầu của mình, thì Note 10 sẽ là một bản nâng cấp sáng giá. Đây sẽ là một sự bù đắp tốt cho việc không có rắc cắm tai nghe 3,5mm cũng như mức giá dự kiến khá cao của Galaxy Note 10 và Note 10 Ngoài ra nếu thêm tai nghe công nghệ mới này theo hộp của Note 10, Samsung cũng có thể cắt giảm được chi phí nếu tặng tai nghe Galaxy Buds miễn phí kèm đơn đặt hàng trước Galaxy Note 10, như đã thực hiện với Galaxy S10 hồi đầu năm nay.